Xin chào toàn thể các bác nha. Nay em hai vợ chồng em bắt đầu lại đi ra vớt lồng của nồng bắt khoái đây. Bắt đầu cá trong ấy đã nhiều quá rồi kìa. Đây, nó đã nổi hết lên rồi kìa. Chắc hôm qua đêm qua mưa thì một số nó không thở, nó ngóc thở lên này. Đấy, các bác nhìn này. Ui, cá chạy này. Đấy, cá chạy nhiều luôn. Rồi. Giờ bà xã em xuống vớt cá nhá. Hôm qua sáng đấy. Qua là chủ nhật là em thả lưới. Đây, vớt cá. Thứ hai đầu tuần thì em chưa hiện tại chưa bấm đâu. Hiện tại bà xã bà đang thích xuống trải nghiệm để bắt cá đây. Đấy. Đấy. Chào mọi người cái nào. Chào các bác nhá. Đây em đi vớt lưới đây. Ăn thu từ đầu kia kìa, cá nhiều rồi. Đấy, cá nó đã kiểu nó không ngóc lên hết trên nên một số con nó vẫn chết. Em dồn từ kia về. Đấy, dồn đấy để cho nó. Ủa, nhiều thế. Chết thôi. Thôi cho ấy thôi. Không đừng dồn hết, dồn ngược lại túi. Thế là cứ thu cái đấy về xong rồi dồn ngược lại túi. Em dốc từ đấy, dốc từ đấy trước đi. Dốc cá đi, dốc cá cho nó dồn vào á. Đây em đánh ở đây mà nó là cá. Ấy, nhiều chưa? Từ hôm qua nữa đấy có cả rắn kìa. Cả rắn trong vào đấy. Cá nó một số nó kiểu nó không nó rúc lên ngược lên trên thì là nó vẫn bị số bị chết. Thế nha, thế là hôm qua đấy, hôm qua là chủ nhật em thả, hôm nay thứ hai đầu tuần em gỡ thu lơ đây các bác xem này, dồn hết đấy, thấy chưa? Đây này cả đấy nhá, các bác nhìn đây cả rắn này đấy, hai con rắn các bác nhá, và hai con rắn luôn. Lại có bữa chả ngon lành rồi các bạn. Đấy. Ok chưa? Đấy, dồn cá lên. Ui, sắn này. Đấy, các bạn. Đây cá này, cá sắn trong này. Đừng ấy đâu nó cắn. Thôi dồn đằng kia đi, lấy dồn. Thôi dồn bên nhà mình. Thôi nha, em chào các bác nha. Rồi em chào các bác nha để em bắt cá các bác nha. Đây các bác nào có nhu đâu cầu. Có em đâu, em chào. Em chào cả nhà các bác mua lưới ủng hộ mua nồng bắt quái ủng hộ em nhá. Đấy. Đây, các bác nào có nhu cầu mua nồng bắt quái thì ủng hộ em nhá. Em chào toàn thể các bác nhá. Hẹn các bác video tiếp theo ạ.